Hello anh em, Thái lại xuất hiện rồi. Chúc cho anh em ngày mới luôn tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống nha. Thì hiện tại là Thái đang có mặt khu vực này là ngay chỗ Hóc Môn nha anh em. Hôm nay Thái đi với lại bạn Nguyễn Tấn Vista Thủ Đức nè. Hai anh em mình nè. Ok Tấn. Hôm nay là Thái cùng với lại bạn Nguyễn Tấn sẽ vô thăm lại anh Beta Huy Gồ. Beta anh Huy leo rào á mọi người. Nghe nói là bữa giờ là ảnh set up lại cái khu vực nuôi cá rất là đẹp và có những cái dòng cá rất là tuyệt vời luôn, đẳng cấp lắm. Thái cùng với lại Tấn đi vô tham quan, sẵn quay cho mọi người xem ha. Ok nhá. Đi vô báo ha. Có Thái Salem, Thái báo rồi nè, có Tấn báo. Đi 1 giờ trưa nha, đi báo. Này, anh em thấy 1 giờ trưa không? Thái với Tấn là vừa bỏ xe vô rồi, bỏ xe nhà ảnh rồi. Đây ha, để quay lại cái địa chỉ của anh Huy Rồ cho mọi người xem Tấn. Tại bữa mình quay không có rõ lắm. Đây, cái chỗ của anh Huy là ngay chỗ là Nguyễn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 25-4 nha. Tổ 11A, ấp 1 nè, Sơn Thế Thượng nè. Đó, khu vực nuôi cá thì rất là đã luôn, rất là rộng luôn. Nếu mà anh em nào xem video trước của Thái thì anh đã biết rồi đúng không? Nhưng mà nay ảnh còn setup lại còn tuyệt vời hơn nữa. Đây nè, đây Tấn sẽ vô. Anh Huy. Thái Lan số 10. Hey, hello anh Huy. Anh Huy, ok anh. Đây có Nguyễn Tấn đi chung em. Hai anh em vô tham quan cá mú của anh chút xíu nghe. Nghe nói có nhiều cái đặc biệt, thay đổi đỉnh lắm. Anh Huy có thích chơi đá banh không? 5 phút có giờ là hết rồi. Dạ, em tại em thấy áo đá banh Thái Lan số 10. Trời ơi. Rồi sao bữa giờ là em thấy là up Facebook là về là thấy là set up lại cái khu vực cá rất là đẹp đúng không anh? Đúng rồi. Ồ ngon lành luôn ha. Nay chơi lớn luôn sạch ha. Sẽ. Sạch sẽ. Sạch sẽ ha. Hồi bữa là em thấy cây ở đây rất là nhiều. Nay hình như là mình chặt bớt anh Huy. Đây có cây bồ đề bự lắm. Ủa là mấy anh em bứng lên ngay đây hả? Không, cẩu vô nó cẩu. Là cẩu đi luôn á hả? À, cẩu luôn. Trời ơi. Nó bự vậy, lắm. Cây đó mấy tấn mà. Mấy tấn luôn hả? Nó cẩu lên, nó nói mà mấy tấn. Dạ. Yeah. Mấy nay vẫn còn đi vớt bo bo với lại trùng đồ hả anh? Ừ. Cũng hàng ngày. Hôm nay mỗi buổi sáng dậy, 5 sáng vớt vậy, còn số lượng còn nhiều ký không? Ví dụ mỗi buổi sáng đi vậy còn nhiều ký. Vớt đủ cho mối, ví dụ ngày là mối mình lấy ký mấy mình vớt cho cá mình, rồi mình vớt luôn cho người ta. Dạ, yeah, ok ha. Rồi, thôi hai anh em mình, mấy anh em mình đi tham quan cá nha. Bên này là hình như là ba cái dòng black ha. Black, black yellow. Nè, cho anh em xem nè. Cái bình này thì nó cũng hơi bị trói một chút xíu, nhưng mà vẫn xem được. Máy ha. Ở trên này đúng không? Ồ, wow. Nhìn cái ngầu ha. Ừ. Dòng này thì thấy ít anh em cũng làm lắm mà. Ờ, cái dòng này ít anh em làm. Mà cá nuôi làm chuẩn. Trời ơi, anh em xem này. Nhìn đẹp á Tấn, Tấn nha. Như con báo mà. Cái con này bán nhiều tiền không anh? Vô con này đi. Ví dụ con đó như cỡ 400 ngàn. 400 ngàn luôn. Trời quá đỉnh nha anh em. Cái dãy nó kìa. Con này á hả? Mấy con này là anh em về làm giống là vô địch luôn anh Huy hả? Cái dòng này là anh lai tạo đó cỡ 1 năm mấy rồi á. Là giữ luôn bây giờ. Một con một thùng luôn á. Con một thùng luôn. Biết một thùng gì không? Thùng cơm, thùng cơm. À, thùng cơm, biết luôn anh em. Con một thùng. Ok, Tấn nhờ. Anh em nào muốn hả? Cá thì dắt thùng cơm qua đây đổi cá đem về. Trời ơi. Xong bắt cá đem về. Chơi vậy luôn hả? Ở đây có fancy cái bơ quán à. Đó. Ừ. Mấy con fancy này ok không? Mấy con mẹ tương phản tốt nè. Còn đỡ nè. Mấy con fancy cái bơ này cao không anh Huy? Cũng rẻ. Làm chỉ là một bầy để chơi vậy á. Người... nửa thùng không? Nửa thùng không? Này Huy tiện giống rồi. Giờ mình Huy ra mình nửa thùng với là thùng thùng hòa chứ mình không có tính đầy nữa ha. Anh đang thêm giống này. Rồi dưới đây mình phơm gì đây anh Huy? Lách, cá máy. Cá máy, con này đẹp không? Đó. À. Cá máy thì chắc 1/3 thùng quá. Hơn à, máy hơn hả? Hơn hả? Không biết nữa. Anh em giá Bình Dân không à. Dạ. Quá tuyệt vời luôn anh em ha. Nay đúng là nhiều khi anh lên phơm mấy cá chiến chiến không nè. Nay là quay cho anh em xem là mê luôn á.
Đây nè anh em, đây là những con cá anh Huy ấn phơm nè. Có những anh em hỏi phơm thì rất là nhiều cách ở đây này. Đây là phơm bằng hồ nước suối này thôi. Rồi nếu mà để ngoài trời thì làm lỗ thoát tràn. Mọi cái hũ phơm như thế này anh em có thể bỏ ít rong hoặc là bỏ một xíu lá bàn ha. Lá bàn thì anh em nên nhớ nè. Cái lá bàn đây là anh Huy lấy mấy cái chỉ sống giữa của nó ra rồi. Mình để cái phần lá thôi. Tại vì cái phần đó nó có cái mũ anh em. Thì nó gây hại để cho con cá ha. Rồi anh em có thể ra chỗ bán cây á. Anh em mua những cái chậu mũ đen đen vậy nè. Mà nó không có lỗ dưới nha. Đó anh em về anh em phơm. Cái này thì phơm ok hơn. Càng khỏi cần phải che. Nhưng mà kiểu này thì phải bỏ đồ vô kè nó. Nếu không là nó không có khó kè lắm anh em. Ha. Tận dụng. Qua tới khu vực bên này đi. Trên này thì trên này cũng có nè. Tấn. Trời ơi. Đẹp quá. Đâu dính con nào đâu, con nào đẹp đẹp cho anh coi với coi. Nó như cái hoa văn đó. Trời ơi. Nó cái dãy nó lột kiểu ra xi. Đi. Đi. Lấy xe đi. Chạy ra ôm thùng vô. Lấy xe ra. Thích mà chọc chồng Tấn anh. Chồng Tấn. Trời, còn bên này là xanh xanh này là cũng nó luôn ha. Quá trời. Bài lắc lu ha. Galaxy ha. Tuyệt vời chưa anh em. Tổng chỗ mình đó là mình bao nhiêu dòng anh Huy? À, như tới 5-6 dòng lắm. 5-6 dòng ha. Chủ đạo của anh Huy là vẫn là Black. Con Black. Ok. Mấy dòng kia mình làm trải nghiệm, làm chơi. Quá đã luôn anh em ha. Nay chủ yếu là quay cá cho mọi người nha. Về niềm đam mê cá hay là như thế nào thì ở video trước thì Thái cũng đã nói chuyện với anh Huy khá là nhiều rồi. Chỉ hôm nay lại coi anh Huy chặt cái cây ra, anh Huy setup lại cái khu vực này nè. Nó rất là đẹp luôn, có nhiều cái hồ và lên rất là nhiều cá. Ở đây Thái thấy là có những cái hồ kiến nè, nay chơi những cái hồ kiến. Rồi con cá trê bạch tạng đâu rồi? Thả dưới hồ bự à. À, thả dưới hồ bự nha. Đừng có tưởng đâu thả tính thùng thả lên dĩa lên bàn đó tiêu. Đi vô đây anh Huy coi cá gì không, anh dẫn em qua đây xem em coi mấy dòng ha. Đây fancy à, cooper metallic à. Đây dòng đang hot đó. Đang hot. Đây là cá anh ép ra luôn á hả? Wow. À con này thì chắc cá 2 thùng à. Mấy con này 2 thùng không? Không, cỡ giá thị trường giờ cỡ đó. Ồ, ghê trời. Hai con này đi đâu giá này. Mấy metallic này đang thị trường đang rất là cao nha anh em. Giá cứ 2 thùng mấy, có mấy con cá máy lên tới 4 thùng luôn. Bao anh ơi. Rồi, ở bên dòng này anh. Bên này Nemo ha. Nemo trong mày Nemo. Wow. Mê không anh em? Mấy con này chắc còn giá giờ nó cũng còn thấp hơn mấy dòng mế giờ ha. Bình dân. Em sớ hồi 2 năm trước đó, dòng này giá cao lắm. Hồi xưa em cũng mê mấy con Nemo Cooper với lại Candy đồ á Tấn nhà. Hồi xưa em mê cái dòng đó lắm. Tôi thấy nó lấp lánh, nhiều màu sắc nó cũng ok á, mình thích. Đây, coi hả? Dưới đây anh phơm coi ha. Quá trời luôn. Đâu? À, rồng. Rồng luôn. Rồng tiếp luôn á, thằng em mới cho. À dạ. Để làm giống để ép ha anh Nguyên nhỉ? À, nói ra không, nó tặng đặt để ép chơi. Lớp 7 hay lớp tuyết hả? À nên ta gọi là rồng tuyết hả? Rồng kia thì dãy bắp. À. Đó, ôi ơi. Lớp dãy nó trắng. Đúng rồi. Tuyệt vời quá anh em. Con máy đâu? Tại vì cái hũ này nó khó quay á, cái hũ này nó khó quay lắm. Ở ngoài nhìn mê lắm anh em. Trời Tấn. Đây. Trời ơi con lạ vậy. Hả? Con mắt nó ghê vãi thiệt trời.
Có lạ này. U là trời. Bảy hiếm con lộc. Anh chô. À, con này là chơi hơi bị đẹp luôn á trời. Đâu hấp phô super red đâu. Đây hả? Ôi ôi cái đuôi kìa. Này là móc đê hả Tấn? Không, đuôi hấp môn á, nửa phần trăng á. Nửa phần trăng. Đây con đưa từa nè. Hay quá ta. Đó đó. Trời ơi, đồ về luôn. Đúng rồi. Trời ơi, mình biết chơi chơi thôi chứ mình đâu rành. Ôi ôi trời, mới nhập lì luôn hả? Nhập lên đô hả? Nhập hết mấy thùng anh? Không, ví dụ mình cũng quen bạn bển nhập từng 2 thùng à. À 2 thùng. Thùng có thùng rỗng hay có lon không? Có lon chứ. Chào anh Huy quá. Rồi bên này hình như là anh mới xây lại mấy cái hồ đựng trùng luôn kìa, phải không? Ồ, chút em qua em review cho mọi người xem. Này bằng mấy ký thịt bò anh thấy. Hả? Thịt bò đang bơi dưới nước á. Thôi vậy. Ở đây là mình khu mình ép hả anh Huy? À. Anh Huy ép nhiều khu lắm. Không, nè. Nó lâu ép dài cặp mà. Ồ, ép tưa, ép tưa. Tưa này tưa về phải không? Tưa bển về phải không? Không, của thằng em dưới An Giang đó. Đó còn. Dạ. Đó nằm rồi. Đây sẵn đây thì anh em nào muốn chơi beta cơ bản căn bản muốn ép beta đây ha, anh em nhìn theo cái chỗ ép của anh Huy nè. Đó thì anh em có thể thấy ha, một cái tanh trắng như thế này thôi, rồi anh em bỏ bằng nửa tanh nước ha, bỏ một cái bịch lên để cho cá phun bọt đó, như thế này. Đó là cơ bản thôi nha, cơ bản thôi, chứ còn anh em tìm sâu hơn nữa thì anh em có thể xem YouTube á, những anh em mà hướng dẫn về ép beta thì anh em có thể nắm được ha. Trời ơi con này cũng độc nè Tấn. Con này cũng được nè. Con đó là đớm á. À. Mưa hả ta? Không có ai xấu nước trên kém gì vậy. Dạ dạ dạ. Qua đây đi, qua bên trùng đi, còn nhiều chỗ coi lắm Tấn ơi, qua bên trùng đi. Hôm bữa là ở đây nó có nhiều cây lắm anh Huy mới chặt nè. Trùng nè. Cho em đụng vô trùng có sao không? Nhưng mà em đem về nhà là không bình thường đúng không? À, anh ơi. Nhưng mà phải gửi lúa lại. Đó, đây anh em đã chưa? Ôi ôi Tấn. Mê. Mê lắm. Ôi nó bơi rồi, nó bơi rồi. Cho em xin cục nhỏ này nha. Em xin ra chút rồi em cho cá anh ăn thôi. Cái gì hết trơn á. Dạ, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài Thái sẽ quay sơ sơ vài con ở trên cái tầng này nữa, thấy cho mấy con cá bầy nó ăn cho mọi người xem. Đó này, anh Huy này setup đẹp ghê mọi người. Nhìn thấy thoải mái ha. Đây nè, ở đây cái vàng này em thấy cũng có mấy con đẹp lắm nè, để em quay sơ sơ cái đó. Này, anh em xem này. Cá anh beta của anh Huy bà leo rào á, anh em là thấy đấy là nhìn chung quy rất là đẹp nha. Mấy con này chắc anh Tiễn nè. Tiễn phải không? Trời ơi, chơi Tiễn đứng ơi. Trời ơi đây nè Tấn. Wow, cái mảng nào bạn lấy chà bá nè. Mấy con phân bố màu anh giấu đây nè. Giấu đây phải không? Nãy giờ mình quay bên kia là quay là hàng chưa giấu rồi đúng không? Ồ hàng giấu nè. Trời ơi trời. Cái mảng đẹp nền vàng luôn. Ồ nó sung kìa. Có con bên kế bên nền vàng luôn kìa. Con nào này hả? Ồ. Vàng luôn chứ không phải là cam nha. Cam là bình thường á Tấn vậy. Cam chọt quá. Đây nè. Khó anh em xem nè. Giống này anh. Ồ nó sung. Anh quay ha. Ừ. Bộ giống này cũng nhập nè ha. Ừ, nhập luôn hả? Ừ. Trời ơi. Nhập làm luôn. Xưa giờ mà đã có nhập luôn. Dưới đây có ma bù đót nè anh em. Con này là nhìn con Red Cooper hả? Này Red Cooper phải không anh? Quá wow, trời quá đã luôn. Rít gòn hả? Ừ. Anh nghỉ chơi beta lâu quá rồi giờ cũng không rành nữa. Ồ đã ghê luôn á. Mấy con bên đây màu trời anh em xem nè. Mứt rượt luôn anh em. Nè.
Đây đây đây, mảng lớn nè anh em. Con này anh ép ra hay là con này nhập anh? Nhập. Nhập ha. Bên ngoài cái màu nó đẹp. Ôi ôi, phê. Phê nè, thêm con mảng lớn nữa nè. Phê quá. Đã quá anh Huy, thôi đi ra xem cá bầy anh Huy ơi. Chạy nước miếng. Chạy nước miếng hết trơn à. Vô trong này đi. Em chơi với mấy cái, em thấy mấy cái cống này anh Huy làm hay nè. Đó, đây là những cái cống nè anh em. Nuôi cái chỗ này thì cá nó mau lớn hơn. Ở đây hình như là cái này là cái cỏ gà phải không anh? Nhiều người kêu có phao, người kêu cỏ chân vịt. Chúc em có về, anh có cái này nhiều em cho em xíu, em về em ương nha. Có. Em về em nuôi cá lóc hay lắm á. Em che lên đó cho nó bớt nhảy á. Đó là thủy sinh nè. Đây, đây là bầy cá gì anh? Này lai tạo neon metallic. Wow. Ăn kim luôn á. Ôi cho nó ăn đã đứng ơi. Mê. Quá wow, trời, nãy thấy đâu có con nào đâu anh em, mà giờ anh Huy học lại nó lên quá trời luôn này. Mê chưa? Ăn đi con, ăn cho mau lớn, ăn cho ba Huy có tiền mua thùng về dứt. Đó. Trong bài này cũng bắt được hai ba con. Hai con lên trước rồi. Này, hai con lên sớm. La với mấy con này. Anh em xem trong cái camera của Thái nha, mình nuôi theo kiểu này thì nó rất là bình dân mà nó rất là chiêu anh em, chiêu kiểu là anh em xem ha, nhìn đã chưa? Đó, nhưng mà cá thì nó rất là khỏe, anh em mà nuôi cái kiểu cái cống như thế này nè, thứ nhất là đó, nó có cái độ giống như là giữ lạnh, dễ lên riêu hay sao, làm cho cá nó rất là mau lớn nữa, gặp ngoài trời nữa nè, tuyệt vời, nước nó lúc nào cũng trong vắt, không có lọc gì hết. Anh dự định là chuẩn bị mua thêm cỡ mười mấy 20 cái cống này. Dạ, mình nuôi ha anh. Thôi mình nuôi cái cống này mình đỡ, mình xây, ví dụ như mà mình xây là mình xây chết đó. Còn mình mua cống này, ví dụ như mình dời đi được, mình lăn đi được anh Huy ha. Mình cũng đỡ tốn chi phí. Và một cái cống như thế này nó giá nó cao không ta anh Huy? 350. Ồ. Cũng lên hồi xưa nó hấp hơn rồi tính. Nhà em vật liệu nó 250. À, nhà Nguyễn Tấn bán vật liệu nên nó kim. Đã chưa anh em? Bên đây nữa, bên đây bài gì anh Huy? Bài này cái gì à? Làm mà chưa thấy nó silo không á? Làm mà chưa thấy gì silo không hả? Nemo file á. À, Nemo file ha. Nhưng mà em học qua bên này, qua bên này thức ăn có sao không á? Không nha, anh cho phép em nha. Không. Dạ. Yeah. Bài này silo Akirafan nhiều quá nè. Qua bài bên này đi. Bài này bài này ha, và đất lưu nè anh em ơi. Chưa cho em nghịch cái nha anh Huy, nè nè nghịch cho mọi người xem nè. Mê chưa anh em, trời ơi. Đây nữa nè, đây là bài gì nè anh Huy nè. Bài vàng hôm nãy đó. Đem vụ nó vô cái gỗ đi rồi em tính ra em một bầy cá xem. Là lựa tuyển là chỉ cần tầm mười mấy con thôi. Chờ chơi cho em xin phép em nha anh Huy. Được. Nó ra hết à, nó dính được cái thúc đích đáy. Wow, thôi xuống ăn đi con, giỡn con xíu thôi. Nghịch quá, nghịch luôn à Tấn nha. Đi báo luôn. Đi báo, đúng rồi, Tấn báo với Thái báo. Nhưng mà còn nữa, giờ mình sẽ đi vô khu vực bên trại trong nữa đi. Khu vực bờ đúng không? Đúng rồi, giờ khu vực đó mới đỉnh đó. Mình sẽ đi vô đó tham quan một lần nữa cho mọi người ha. Coi cái bầy cá đợt trước nay nó lớn chưa. Mấy bạn quá. Thấy anh Huy anh làm nay đó, anh phát triển hơn rồi mọi người. Thấy cũng rất là tuyệt vời. Mình đam mê, mình làm nghề, mình sống được với nghề luôn. Thì mình vui, ok lắm. Nó cắn không anh? Không không. Đảm bảo ha. Mêu 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 mêu. Thôi mêu. Mêu ơi, ơi coi coi con nó cạp em á. Ôi giời. Anh kia cũng cắn mà em thấy nó nhồi quá. Nhờ. Đây. Đây là chỗ này là chứa bo bo nè.
đó. Còn đây là chỗ full gold nè anh em ha, cái màu full gold nè. Chỗ cái cây này đẹp quá đứng. Cái cây này là mình lấy ngoài ruộng hay là mình lấy giống, nuôi giống về anh Nguyên? Cây gà đó đó. Trước mua tiệm cá mua chừng nó bán 10 ngàn chừng bó hết rồi, về bỏ có mà nắng lên lên nữa trời này. À nó lên bên đây nữa ha. Dạ, cây này đẹp lắm anh em, cây này nuôi chơi thủy sinh đẹp lắm, chơi thủy sinh mà hồi mấy hồ cá lóc ngoài trời anh em bỏ nó lên tuyệt vời lắm. Đây là cá gì anh, cá dẹt hả? Cá dẹt không? À, cá thủy sinh ha. Đó. Quá trời luôn. Mấy cây không thấy đồng hồ thấy không ấy dục rồi đó tự lên luôn. Nè cá thủy sinh nè anh em. À quả lên mà lắm. Mê chưa? Anh em nào mà muốn chơi cá thủy sinh này có thể liên hệ cho anh Huy đi xíu hồi thấy hỏi số điện thoại của anh Huy á, anh em chơi cá thủy sinh trả cho mấy cái chậu sen ở trước nhà hoặc những cái hồ nông bộ trước nhà á. Chơi như vậy cũng chiêu đó anh Huy. Đẹp. Ờ. Đây cũng có mấy cái thùng bóp lót bạc tan nè. Vô đây. Đây là tàu ăn trùng rồi ha. Đây cũng có trùng rồi nè. Vậy em khuyến mãi cho nó cùng trùng này luôn đi chứ đây giờ nhiều trùng quá rồi. Ở đây giờ hỏi cho ăn nữa, đây dưới dĩa có trùng hết rồi. Cái bài này hình như là bữa trước em lên là nó chút xíu siêu luôn á, không thấy luôn không ta? Hay là bài khác nữa rồi? Bài khác. Khác nữa ha. Cái này tầm chắc 2 tuần quá. 2 tuần ha. Đây nè anh em. Đó, ngày tháng ép tôi để trên đó ha. Đây cũng vậy nè. Đó, để mình nhìn mình nhiều quá nhiều khi mình quên đó mọi người. Nó bay hết rồi hay gì nữa. Nó bị cái bịch này nó bị vô nước nó bay hết rồi. Bay không? Bịch nó bay không? À. Lắc lu nè, 27 tháng 6 nè anh em nha. Đó, có hết ha. Đây vẫn có nè. Nhiều lắm, chắc này lắc lu luôn, bài này lắc lu luôn. Bên này nữa nè. Trời ơi. Lựa rồi mà dẹt không mà còn cũng ngon vậy nè. Để thấy vớt lên cho anh em xem nè. Còn nào con nấy mập như con heo anh em. À, anh em chơi thủy sinh là ok lắm anh em. À, đẹp chưa? Này nữa. Này nữa, dẹt không ha. Chỉ bên này là cá con lên thôi. À, anh em thấy không, anh Nguy nuôi trước bây giờ trước thấy cũng nói rồi, rất đơn giản ha. Mình lấy cái thùng mót này, mình bọc những cái bạc vô thôi đó. Rồi đó là tuyệt vời. Tấn, đẹp Tấn ơi, chưa lựa mà có con đẹp này. Bày những ít. Bày cũng ít, lựa được ít anh nhỉ. Tại vì sao hỏi mấy thùng. Đúng rồi đó, bày được có bao nhiêu con đâu. Tại sao không mấy thùng được, bày được có bao nhiêu con lấy ra chơi đâu anh em. Đây nữa nè ha. Mà bồ quá. Mà bồ. Đót hay là ghim anh? Đót ha. Đây cũng còn ít. Đơn có dạt không? Dạt không ha. Kia cũng dạt luôn ha. Đúng. Chứ anh em nào mà thích chơi thủy sinh để hồ trước nhà gì liên hệ cho anh Huy đi. Chứ hồi thái để số điện thoại của anh Huy leo rào lên ha. Anh em vô mua cá đừng nói anh Huy, phải nói anh Huy leo rào anh mới bán rẻ. Nói anh Huy ra anh giận á, không đúng tên anh giận á. Anh Huy nhở? Rồi thôi đi ra nha mọi người, cho mọi người xem quan sơ lại nhanh thôi. Đây cũng có bình oxy nữa nè. À đây khu phơm nè, thấy quay sơ sơ thôi nha anh em. Đó. Chú cá hả Tứ? Chú cá đúng không? Chúng không? Hên không sâu. Trời ơi, hên chưa xịt máu. Trời ơi, không vậy không nghe lời anh Huy được rồi. Nãy anh Huy kêu nó hiền lắm, nó không cắn mà nó chơi đó. Ra kiểm tra lại coi sâu không, nguy hiểm quá. Dạ không tin biết rồi này. Dạ không tin được nữa rồi. Nói chung cũng dân giả ha. Ở dưới đây xa là ban Huy nuôi bò nhỉ, nguyên nhà bò sữa. Đây bò không, yên bình. Máy yên bình. Yên bình đứng nha. Yên bình hơn trên cái sân thượng bí ẩn của Tấn không? Hả Tấn? Yên bình hết. Vậy em yên bình hơn nữa hả? Tuyệt vời. Đó anh em thấy không? Hai khu ha. Khu này là khu trước nhà nha.
đó, những con cá tiện chọn lên đây để cho anh em có thể ngắm nè, chia lại giao lưu cho anh em. Khu vực này thì chứa trùng, ở đây thì có những cái cống ha, bốn cống để rất là nhiều những con cá đang lựa, đang chơi ha. Rồi khu vực ngoài kia thì bên chuồng heo, chuồng bò đó thì có khu vực phơm, có cá phơm với lại những bầy cá con mới lên. Đó, tầm nói chung là khu vực để cá con ép ra đó, mình để ở đó mình dưỡng đây, nó khi nào nó ok mình đem vô á mọi người. Khu vực thì người nhà thì ba anh Huy nuôi bò cũng rất là dân dã ha. Thế này thôi. Xui cái này Nguyễn Tấn nó bị chó cắn anh em. Rồi, rồi nói chung là hôm nay là đơn giản thế thôi. Anh em nào mà cần là giao lưu hay là chia sẻ kinh nghiệm về nuôi cá, hay là muốn có những dòng cá về để ép thì cứ liên hệ cho anh Huy qua số điện thoại của anh Huy đi. Điện thoại Zalo anh Huy, số mình bao nhiêu anh Huy? 0966637050. 0966637050. À, số điện thoại Zalo mình luôn ha. Dạ. Thì có gì nào anh em nào muốn tìm hiểu thêm về những dòng cá bét ta, tập chơi cá bét ta, hay hiểu sâu hơn về những con cá bét ta đẹp á, thì có thể liên hệ trực tiếp qua anh Huy, hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo đi. Nếu anh Huy có thời gian thì anh Huy cũng chia sẻ tận tình cho tất cả các bạn luôn anh Huy ha. Nay em cập nhật sơ sơ vậy thôi, tại nghe nói có cá đẹp và em mê lắm. Không, cái cuối tuần nữa anh em nào muốn qua vô lưu việc cọp hay gì có bàn tại chỗ này luôn, có luôn, có bàn việc luôn hả? Thì nãy như là anh Huy nói đó anh em, thí dụ cá tính thùng thì cứ mà Huy ra cứ vác thùng qua thì đem cá về, phải không anh Huy? Không vác thùng qua nhậu xong rồi muốn bắt nào bắt. Ủa muốn bắt gì bắt luôn ha. Vậy chắc phải vác thùng qua kêu xe tải quá chở luôn. Nói chung là anh em mình bắt tay cái đi. Nay thật okay. Sự ra cũng chắc cả gần cả hơn tháng rồi ha. Hơn tháng thì quay lại thì thấy anh Huy ảnh nói chung là ảnh chỉnh chu hơn nè. Anh có thêm nuôi thêm những cái hồ nuôi cá lóc nữa nè mọi người. Rồi đó, sắp xếp nó cũng ok hơn nữa nè. Nó rất là tuyệt vời, phát triển hơn nữa, xây lại những cái hồ để mình chạy trùng á, để mình đi giao cho anh em. Đó, rồi nói chung là tuyệt vời lắm. Đó, lửa đam mê mình còn hoài, mình phát triển hoài luôn. Mình sống được với lại cái nghề, cái đam mê của mình là vậy là tuyệt vời rồi anh Huy ha. Lần nữa thì chúc sức khỏe cho anh với gia đình của anh ha. Chúc cho đam mê của anh còn hoài hoài luôn. Đó, rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Có sức khỏe thì có tất cả đúng không anh ha. Rồi một lần nữa thì anh Huy nè, cùng với lại Tấn Beta nè, cùng với Thái ha. Chính chúc cho mọi người sức khỏe luôn, lúc nào cũng lạc quan như cuộc sống nè. Ước gì mong gì sẽ gặt hái được cái đó đúng không mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok anh Huy nhé. Ok.